Giờ em sẽ giật xuống nghe. Trời ơi, cái bọn cô tám hôm nay quá trời trái luôn rồi. Kiểu này họ làm cái gì với bà cho em được nhiều món. Không biết làm cái gì ăn cho hết luôn á. Giật nha. Chuẩn bị chưa? Hai. Hết thôi. Tiền tiền. Giờ thì chấm mắm nha. Vô. À, coi nè, coi nè. Chùi chùi đi. Không sao đâu. Ừ. Cái này là mắm cá linh. Để chắc cắn một miếng á. Nóng đã. Mấy chị ơi. Một miếng mắm. Một miếng bò. Xin mời. Hèn này cái gì ăn không? Đưa cho mấy à. Nó ngon lắm không mấy chị. Ủa cái gì ăn nữa, cái gì ăn? Quá tệ luôn á, nó cắn dữ vậy hả? Ngon. Đây để đây chết tít đó. Ừ, ăn không được luôn, ăn tới rồi đó tới đó rồi mấy bà nha. Giòn. Nó mặn nó thơm, nó bằng nó giòn. Thử đi. Ngon nha. Để nó lên thêm á. Cái bọn này mà ăn chiều à, sớm chiều ha. Vậy không tới kèo nói chuyện. Đã quá à, nhiều cái nữa. Đây nữa này nha. Quá là đã. Cái mặn chi chi ghét chết. Quá là trái quá. Thì tôi nghĩ là nó chín đi thôi, thấy không, thấy không đó. Ừ đó, mày thấy trái giòn, thấy trái giòn, nó chín nó thơm lắm. Hái đi Thảo, hái đi Thảo. Thơm nghe không nha. Ủa nó thơm nước mũi luôn á. Ơi thơm gì quá đáng luôn. Mà thơm lắm. Nhưng mà thơm thiệt. Thơm lắm luôn. Thơm lắm luôn. Chứ chứ muối thì phải chứ muối à. Chắc chắc muối rồi chắc muối. Ồ nó đã. Sao sao sao? 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 Ngon, ngon. Được không? Được không? Ngon. Được không? Đúng rồi, đúng rồi. Mùi hương nó không đi đâu với lại hương vị rồi. Không có làm ăn nữa tao làm ăn thử biết mình không muốn nói cái miệng đây cái gì nó không có nhưng cái lúc mà nó còn sống à. Ừ, chứ nghĩ cái còn sống chua chua chát chát em ăn nó đỡ không, cái này nó chua dữ thần ta. Ừ ngán thật đây nè, mà để ta ăn cũng được nó chua, nó chua cái này giờ làm gì ăn chứ ăn gì ăn nổi nha. Cái trái sống chấm mắm ngon, cái này mình vô mình xay sinh tố nữa. Ơi bằng giả tay trà bằng giả tay thôi mới mấy chị biết nó làm trà bằng giả tay không, con kiến nó cắn gì rồi đó trời luôn. Ừ nó thơm lắm, cái thịt nó cũng nhìn đã lắm nhưng mà nó chua với lại nó hơi chất chát, kiến cắn quá hả. Thôi mấy chị ơi kiến cắn quá, có món gì làm từ bằng ngon không mấy bạn, nhiều quá trời quá.
nồi gì mà tím liệm tìm xem vậy chàng? Được nấu từ những cái hạt cát tươi y chang vậy nè, nhưng mà hả còn phải qua nhiều khâu ngâm rửa rồi nấu đủ thứ kiểu trơn á mấy bà ơi. Dâu tằm á thì được có tám trồng và hái tại trên cây vậy nè, tươi ngon lắm luôn á. Dâu tằm này á có thể là dâu tằm ngọt nha. Nó ngon lắm luôn mấy chị ơi. Cây này tôi thấy á chịu quả rồi nè. Trả lắm. Ngon. Ăn tươi vậy thôi mình thấy quá ngon rồi á. Tôi đến hái này nè, đem vô bỏ vô cái nồi đó, tím liệm là do cái trái này nè, cái màu tím đó nè. Nó coi nè, trái là trái nấy nó bự 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 nè, rồi rớt nè. Kiểu một tám đi. Cô tám làm gì á? Hái vô tầm nữa. Hái vô tầm thì ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng hái nguyên cái vườn rộng hơn than vậy. Cô tám hái mình hoài, hái nổi luôn hả cô tám? Đâu có, tôi có thêm cô tím mụ hái nữa. À, hóa ra là cô tám có cả cô tím mụ hái nữa. Ủa mà cô tám sao nó lại có màu tím nghiệm cái tay con luôn rồi vậy? Chứ đã nói nho, nho thì nó màu đỏ màu. Ủa? Tím này đây nè, trái này chỉ nho hả? Ủa mà trái dâu, dâu tằm thì dâu tằm thì nó chín rồi nó mới mọng lớn ra thì nó mới về, nó mới có cái gì cái mặt của nó. Trời ơi, à hóa ra là nó có màu tím vậy, nó là cái hạt lát nó mới tím điện tìm sim hèn gì. Cái tay màu tím mà muốn chi cái hạt lát thấy không? À, ngon ghê. Hèn gì có đám đeo tay biết đâu tím điện luôn mà có đám đeo tay làm gì á má? Thì phải tới cây chứ làm gì, thì thử không? Em thử cái nha. Chậm khu lên, phải chậm khu lên. Ừ rồi nó ra giật rồi không nổi rồi lại đó. Ừ lại mạnh lên, mạnh lên đó. Nước cho em ba. Hả? Sao nước nó không bắn lên? Chưa, từ từ, giật lại đi. Giật lại nữa hả? Giữ lên ba. Giật đi. 2, 3. Mạnh lên. 2. Mạnh lên. Ba chơi em thì gì nè. Ha. Dầu bắt không lên nè. Kìa. Dạ. Một phát, ăn đi. Nước nào. Rồi một ngày trời gió to, rồi một ngày mình ướt mưa. Với chiếc ô xinh rồi mình ngắm gió mưa chơi đùa. Đừng buồn một mình biết chưa, mình cùng cho ngày nắng tươi. Cứ khóc lóc cho vơi mọi điều khó khăn trên chân đời. Don't you go, I wish I could feel your pain. Hồi nãy giờ đi vườn tưới cây đủ mệt phải không? Giờ ngồi xuống đây làm một ly dâu tầm hạt lát, uống một cái là đã liền thôi nè mấy chị. Trời ơi, nó thơm. Đó, sau khi mà nấu xong á thì á nó sẽ ra được như vậy. À chị coi nè, cái hạt lát to dâu tầm nè, cái nuốt của nó là ta nói cái màu vừa đẹp mà đó, nó dẻo, dâu tầm nó thơm. Mà đi vườn hồi nãy giờ nó mệt, mình làm một ly cái đã hả, sốt sắc cũng làm ly nước đá lên giùm em, xong chế siro dâu tầm vô, xong rồi lên liền hả. Coi nữa chị ơi. Thôi chị đã là nó khác. Nó đã khác. Đây hạt lát. Đây. Thấy chưa? Nó dẻo. Nó thơm nhau lắm chị ơi. Thơm xuất sắc lắm. Nó đã. Em ăn một lần chắc hết hủ rồi. Ăn hơi bị heo quá. Lạnh không có đá. À, nó lạnh. Không có làm bút. Nó dẻo lắm. Lạnh lắm. Nó dẻo lắm. Nó có thể nó thơm. Gió nó dẻo. Ngon. Ngon luôn đó chị ơi. Quá đã. Buổi chiều sương sương ở quê, ngồi vườn dâu tầm làm ly dâu tầm còn gì ngon bằng. Còn mấy chị á mà uống thì cứ vô giỏ hàng giùm em. Còn nếu bà nào mà muốn nữa thì comment xuống dưới là sẽ có nhân viên ghép xong rồi mấy chị đặt đơn hàng gửi đi cho mấy chị liền luôn. Cái này á là bảo quản được lâu cho nên là mấy chị yên tâm, trên nắp rồi nãy em thấy riêng là xong, bảo quản đàng hoàng. Ví dụ như
trường hợp mà nhận về mà ví dụ như là nó có bị vỡ hay gì đó, tức là mấy chị cứ alo nhà cô Tám sẽ xử lý liền cho mấy chị luôn nha.